cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Thân mẫu của Đức Giêsu cũng ở đó. Khi bắt đầu ngày mới, con hình dung rằng trong những nhiệm vụ đang đợi chờ con, có mẹ của Đức Giêsu. Mẹ của con cũng hiện diện và săn sóc. Con mừng tượng mẹ đang giúp đỡ con trong những nhiệm vụ và động viên con biết lắng nghe lời Chúa. Xin cho con biết cảm nhận sự ân cần của mẹ Maria trong ngày hôm nay và lắng nghe ý muốn của Cha trong trái tim con. Nguyện xin cho con biết nếm thử hương vị của rượu vang mới trong cuộc sống của con và mừng tượng niềm hân của rượu mới để chia sẻ niềm vui này qua phương tiện công nghệ. Con xin dâng mọi điều để hiệp ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhân cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Không có gì làm mất nhân tính bằng những cuộc đời được tìm thấy dưới điều kiện của một thế giới đề cao công nghệ. Khi chúng ta tập trung vào hiệu quả của thành quả về kinh tế, với cái giá phải trả là cuộc sống tôn quý của đại đa số người nghèo, thì công nghệ đã làm hao mòn hành tinh của loài người. Cuộc sống an nhàn mà trí tuệ nhân tạo mang lại có lợi ích gì nếu con người mất đi phẩm giá và hạnh phúc của chính mình? Nguyện xin mẹ Maria giúp con nhìn nhận những thiếu sót trong cuộc sống của con và ban cho con rượu mới từ thánh thần của người con của mẹ. Xin nhắc nhớ con những ý chỉ con dâng lên Chúa. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, Chúa mời gọi con phản tỉnh cuộc sống của con. Con dành ít phút cuối ngày để nhìn lại một tuần sống và góp nhặt những kinh nghiệm ý nghĩa nhất. Những ký ức nào đến với con? Con đã có những cảm xúc nào? Con viết ra những ký ức có ý nghĩa nhất. Con học được gì từ chúng? Con tâm sự cùng Chúa về những gì con đã trải qua và khẩn cầu Chúa thương giúp đỡ để con bắt đầu tuần sống mới. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.